Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy cây mai cành rơi của mình bữa nay thì nó kín tàn luôn các bạn ơi. Cái bữa Tết là mình cắt á, sau Tết cắt cho lũi, bạn nhớ không ha. Là những cái cành nó đâm ra mình uống bữa nay là nó kín hết trơn luôn rồi. Đó, khi mình mà nó ra mình bấm đọt, nói chung là chất lượng các bạn ha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho bạn xem nè, vậy là mình bấm nè ha, bấm liên tục nó thì bạn thấy là nó xè tán rất là đều. Cái bấm này rất hiệu quả các bạn ha. Đó thì tình hình là thế này các bạn, hôm nay thì mình chia sẻ các bạn mà cái mấy cái cây mà bữa mình cắt cho lũi mình uống lại đó. Đó thì các bạn thấy là cũng rất là đông, các bạn là cứ nói mình thôi, cập nhật cái tình hình là cái cây đó coi nó như thế nào. Thứ hai nữa đó là cái cách mà mình vô phân xịt thuốc làm sao. Thì hôm nay thì hai mấy ngày các bạn, gần một tháng rồi. Hôm bữa mùng 5 tháng 5 của đây là 20 ngày chứ, hôm nay 26 rồi, 20 ngày các bạn. Thì để các bạn xem cái cây cành rơi này trước đi. Mình tâm đắc cái cành rơi này lắm các bạn ha. Làm từ lúc bắt đầu làm cho tới mà nó được cái cành rơi xuống rớt xuống thế này nè. Dài tầm khoảng 2 4 6 tấc các bạn. Ha, hôm nay là nè. Cứng luôn. Mình chắc là tâm đắc cái cành rơi này luôn á. Cành rơi này thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn là cái cách làm cái cành rơi này. Ngay từ đầu mà mình lúc mình đem cái cây này về nè các bạn. Thì hôm nay nó như cái ý của mình rồi. Thành ra mình tâm đắc cái chỗ là như cái ý mà mình muốn là chia sẻ cho các bạn cái cách mà làm cái cành rơi này. Thì từ đầu đến giờ là mình đã làm cũng mấy cái clip rồi, chia sẻ cái cách làm cành rơi này rồi. Thì các bạn thấy là ngày hôm nay cái cành rơi của mình nó đạt các bạn ha. Thì mục đích của mình muốn chia sẻ đến các bạn cái cách mà làm cành rơi nó sao cho nó có hiệu quả nè. Rồi tiếp theo thì cái này là cái chủ đề chính nè các bạn. Đây các bạn thấy là cái cây hôm bữa cắt chùi lũi nè. Rồi có rất nhiều bạn thắc mắc đó là không biết cắt gì á, rồi Tết nó có ra bông kịp không, rồi nó mùa này mình cắt chùi gì thì nó ra lá như thế nào. Thì thực chất hôm nay thì nó ra lá hết rồi các bạn. Còn cái mà Tết có qua không á thì mình nghĩ là có mà, bởi vì những cái năm trước mình đã làm nó vẫn có qua. Nhưng mà cái chuyện mà mình hứa chắc mà có qua không á thì cái đó không hứa, lý do là cây mai không có cây nào mà hứa chắc chắn là Tết có qua hết các bạn. Bởi vì cái thời tiết nó quan trọng lắm ha. Mình thì không lúc nào mà chắc hết trơn các bạn. Cơm mà vô mà tới miệng nó còn rớt ra mà. Thành ra cái vụ mà nói mà chắc là mình không có khi nào mà lên mạng mà chia sẻ anh em là cái đó là chắc ăn 100% ha. Nó còn phụ thuộc rất là nhiều các bạn. Cái thời tiết quan trọng lắm. Tới Tết mà bông mình đầy hết trơn mà đổ cái đám mưa nở hết trơn ha. Rồi Tết không có bông cái nói u ông này ông nói là Tết bông chắc chứ còn không có bông nữa hết trơn. Thành ra cái chắc ăn đó là theo cái kinh nghiệm của mình thì có đó các bạn. Đó làm gì là có nè. Thì ngày hôm nay á, mà cây mai mà nó khi mà mình lặt lá đó rồi mình cắt chuỗi nó đó ngay cái tháng 5 á, mùng 5 tháng 5 á, mà quan trọng nhất nó đâm lại cái thằng lá mà đâm lại như thế này các bạn. Thì theo mình á, theo mình thấy là cái cành lá mà đâm như thế này là nó đạt các bạn ha, nó đạt rồi. Các bạn thấy cái màu lá này nó không được xanh nè, lý do là cái đọt non của cái giống các bạn, tùy theo giống ha. Có giống thì nó hơi xanh, có giống thì nó hơi nhạt, có giống thì nó đỏ, có giống thì nó màu vợt vợt các bạn. Thì cái giống này thì cái màu nó không có được đậm lắm nè. Bạn thấy là nè, cái giống này nè, cái giống này hãy nó ra, vừa ra là nó xanh liền các bạn thấy không đó. Hai giống khác nhau ha, giống này ra thì cái màu nó hơi vợt vợt, màu đọt chuối các bạn. Còn bên đây thì các bạn thấy là khi nó ra là nó xanh liền nè. Hai giống khác nhau. Cây này mình thả rừng nữa bạn, hôm nay nó lên quá trời nè đó, không có cắt. Cây này là chủ yếu thả rừng để nuôi cái cốt các bạn. Cây mà mình lấy ngoài miền Trung vậy nè đó, thì chủ yếu là nuôi cái cốt cho nó lớn ra thêm nè, sang năm mình mới cắt việc cái này làm lại ha. Đó tiếp theo là nè, các bạn thấy cái giống này của chị nè, cái giống mà mấy cây siêu búp mà mình bỏ bù lăng bù lốc qua năm nay mình làm lại cho các bạn nè, hứa nè ha. Thì cái lá nó xanh, khi mà nó vừa chuyển già là bắt đầu xanh các bạn. Còn cái giống này thì nó không được xanh lắm. Cây này thì mình mới ghép trong nhà đem ra nó trái các bạn. Bữa nay nó mới bắt đầu phục hồi lại nè, đâm lại nè. Bữa hổm nó trái nè. Không sao ạ, nó lì lì đây vài bữa nó lên thôi nè. Cành rơi nó phát nè. Cái này nè, mình cũng có chia sẻ các bạn cái cách mà làm rồi.
Thì nay mai nó lên thì mình sẽ làm clip, mình mới ghép thêm bo ở đây với lại bo cái đuôi nó bạn. Nay mai mình sẽ làm cái clip mình chia sẻ với các bạn cái cây này sau ha. Đó, theo cái chủ đề hôm nay thì cây này tiếp theo nữa bạn. Hôm bữa mình làm 3 cây nên cây nữa ha, thì nó cũng ra lá rồi, bật màu hết trơn nữa bạn nè, có cái nó ra chậm. Thì đặc biệt cái đợt cho lá này á là quan trọng lắm nha bạn. Nếu mà mình để hư cái đợt lá này á là tết dứt bớt không có bông đó, có mà nó rất là ít thôi. Làm sao mà giữ được cái đợt lá này là cái quan trọng ha, giữ được đợt lá này cho nó già. Đợt lá này thì lúc đó là nách bông nó sẽ đơm theo cái thời điểm này cho đến tháng 8 tháng 9 luôn bạn. Còn nếu mình làm rớt cái đợt lá này, nó ra đợt lá nữa thì nó không kịp qua, mà có đi nữa cũng ít các bạn. Thành ra muốn bảo vệ được cái lớp lá này á thì đặc biệt là các bạn làm gì, xịt thuốc chống nấm các bạn. Cái mùa mưa này thì các bạn thấy là nấm nó ăn cái lá này nó cháy lon lỗ hết, thành ra bắt buộc mình phải xịt chống nấm ha. Ở đây mình xịt chống nấm là ăn cho con đó bạn, ăn cho con thì lúc nào cũng có trong tay hết ha, không có thể thiếu. Ra đợt non này là mình xịt cứ 7 ngày xịt lần, cộng với phân bón lá. Bạn phân bón lá thì mình cũng chia sẻ bạn nhiều rồi, thứ nào cũng được, yêu cầu phân bón lá được ha, cộng phân bón lá với lại thuốc sâu, ba thứ dứt cái một luôn. Chứ không thôi là con sâu nó ăn cũng cùi, mà nấm nó làm cũng hư lá luôn là không có qua các bạn. Nó vậy đó nè, cái mai rừng Phú Quốc nè, bạn thấy là mình ngắt lá liên tục tục của này nó đâm ở này nữa bạn không đó, hãy ló ra là mình ngắt các bạn ha. Hãy ló ra thì các bạn cứ ngắt đi thì cái mai nó sẽ kín tàn và nó qua nó rất là sai các bạn à, khỏi cần uống nữa, mình uống mình vô dây đầu xong hết rồi đó, chứ không phải là không cần uống, uống một đợt các bạn cho nó ra cái cành nó vừa đủ rồi bắt đầu là mình cứ bấm thôi, bấm hết đó. Rồi tiếp theo là còn một cây nữa các bạn, này cũng thả rừng nữa các bạn thấy không, thả rừng đó. Thằng này bấm bọt nè, các bạn thấy bấm đây ra đây ra đây à, tiếp theo bấm tiếp nữa các bạn ha. À, chịu khó mình cứ làm bấm hoài rồi nó nhặt thôi đó, lúc nào cũng bấm đọt hết các bạn à, ở trên nữa nè, trên nó dài bấm ngắn vô ha. Cái nào nó cứ ló ra là mình cứ bấm các bạn, cái cách bấm bấm ngọn này nó rất là hiệu quả các bạn ha. Một tay mình quay, một tay mình vừa làm vừa giới thiệu nó, thành ra nó có khi nó đôi khi nó cũng hơi giật giật thành ra các bạn thông cảm ha. Đó, nhiều khi mình nói cho mình quên cái vụ quay phim các bạn. Nè mấy cây mai mà siêu bông đó ha, bên này ra quá trời luôn rồi. Quăng đó, lỏ ra là tôi nhắc cho ta. Đây tiếp tục là giới thiệu thêm cái cây nữa nè các bạn. Đó các bạn thấy là hôm bữa mình cắt mình uống đó ha, chùi đuổi đó các bạn thắc mắc hoài luôn. Đó thì cái này á, các bạn thấy là bảo đảm khi nó ra nè, cái đợt này rất là nhặt, ít khi nào nó ra dược lắm. Bởi vì sao? Bởi vì những cái tay cành này, những cái tay cành mình uống các bạn, những tay cành uống, những cái tay cành mà mình không uống thì nó đâm ra nó dược lắm. Còn thường là mình uống là nó ra rất là chậm, mỗi đợt uống thì nó ra rất là chậm, thế này đậm đều hết trơn các bạn. Mà trong khi đó là mình uống rồi mình cắt nó đều đó các bạn, thì nó khi nó đâm ra rất là nhặt, các bạn thấy là toàn bộ cành nhánh này là nó đều có mầm qua trong đây hết, đâm nhặt ở đây ha. Mình bấm cái đọt nó đi, thì nói chung cái này thì nó ít đọt hơn là những cái cây cũ các bạn, do là mình uống nhặt nghèo thế này nè. À, à ha, nè những cái búp nó nằm ở cạnh nó các bạn, xét vô đây là nó đều có búp hết ha. Đó các bạn không có sợ mà tết không có búp đâu. Đó thì ngày mai nó sẽ lên dày thì nó có búp đó, nó mang nụ đó, rồi bắt đầu mình quên chia sẻ các bạn thêm nè. Đặc biệt là đẩy cái giải nè các bạn ha. Đó lúc nào mình vô khăn xong mình phải đẩy cái tấm giải lên hết các bạn. Rồi thì hôm nay mình cập nhật cái thông tin các bạn ha, thông tin về ba cái mai mà mình cắt chuỗi lũi và mình uống lại đó. Các bạn cũng hỏi hoài đó, tình hình nó là nó tốt các bạn, lên ngon lành rồi ha. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn xem đó, các bạn có thể là rút ra những cái kinh nghiệm gì trong cái video của mình ha. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo ha.